8 tám triệu, 9 triệu, 10 triệu. Không được đâu. Sao? Nói chú nghe. Con muốn học à. Bắt ốc, bắt này nọ ăn đỡ chứ không có gì đâu. Nhiều khi bà con lối xóm người ta phụ lon gạo ngày bữa đâu ai giúp mình hoài đâu anh. Con đi sinh nữa đâu. Sao vậy? Con đi học à. Dạ, xin mến chào cô chú anh chị cùng với Mạnh Thần Vân và quý khán giả thân thương trên kênh Vòng Bảnh. Dạ, đứng ở đây thì lần nữa thì Bảnh được hữu duyên khi tới đây. Thì tới lần thứ hai này chắc chắn quý chú anh chị mình đã đoán được là có Mạnh Thần Vân sẽ hỗ trợ. Thì Bảnh có thể đến đây một lần nữa. Là hoàn cảnh này là hoàn cảnh của một chị gái ở hàng xóm đây. Giới thiệu cho Bảnh là một gia đình thì gồm có một người con nè, hai người cháu nè. Và một người chồng đang bị tai biến nằm liệt giường một cái góc nhỏ bên hông nhà. Thì cô thì làm việc gì đi xin tiền để mà mưu sinh, nói chung là nuôi hết gia đình nay hơn 40 năm rồi cái chú anh chị mình. Thì được một chị gái này giới thiệu cho Bảnh, thì Bảnh cũng cảm ơn đến một chị gái này đã có cái tấm lòng mà hảo tâm, cũng như là mình giúp không được gì nhưng mà chị ấy có cái tấm lòng cũng như là muốn giúp cho bà con nghèo. Nhờ Bảnh tới đây để mà khảo sát coi như gia đình đó như thế nào. Thì em xin bật mí cho chị mình luôn ha. Và cho tất cả cô chú và anh chị với Mạnh Thần Vân trên kênh Bảnh biết là hôm nay thì Bảnh tới đây thì Bảnh hữu duyên nhận được số tiền của ba với Mạnh Thần Vân gửi đến ngày hôm nay. Và số tiền được bao nhiêu thì cô chú anh chị mình nhớ xem hết video mới hiểu rõ nha. Thì em bật mí cho chị luôn. Thì nói về cái phần bé gái mà hiếu học á, thì bé gái này nếu mà gia đình đó có thể cho bé đi học thì em sẽ đại diện một cô Mạnh Thần Vân ở Dallas sẽ giúp đỡ cho hàng tháng tiền đi học và cũng như là khó khăn sách vở quần áo kỳ 2 đó. Thì cứ báo với em thì em sẽ tới đây em sẽ hỗ trợ cái phần đó, giúp cho bé có cái chữ, tại vì thấy gia đình không ai biết chữ đó, và bị khờ nữa. Nói chung là người con của cô, một đứa con gái hồi xưa cũng khờ vậy, nhưng mà người ta thương mà có cưới hỏi thì chắc chắn cô phải mừng rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Là cô đó mừng rồi, thấy con gái mình được cưới hỏi đàng hoàng. Thì trong suốt thời gian dài thì không có được ở bên nhau lâu dài thì hai vợ chồng đã vỡ tan, thì bỏ lại một cái hai đứa con trong nhà, ở trong căn nhà rất là bé nhỏ. Bây giờ xin mời tất cả các chú chị mình cùng vào trong nhà để thăm hỏi gia đình. Đây các chú chị cứ xem, đây là ngôi nhà của cô ha, rất là thấp và nhỏ. Nước lên thì từ mé sông lên thì có thể tràn vào nhà. Hiện tại thì mặt lộ cũng đã ngập như vậy rồi, thì vô nhà thì chắc chắn là mình biết là ngập rồi. Dạ. Hôm ngày mưa ít đó, chứ mưa nhiều là ngập luôn. À, hôm ngày là ít hả? Dạ, mưa 2-3 ngày nay đỡ. Thôi, rồi ra đi đi cho nó sáng ha, thấy ở trong nhà tối quá hả? Ở đây nè. Ra ngoài đi cho sáng ha, coi ra thoải mái đi, ở đây đi, thấy tối quá trong nhà. Con quanh tay chào ông bà đi con. Chào bà. Chào ông bà, cô chú. Chào cô chú. Nói chung là bé khờ chú chị mình. Bé này thì không có nói chuyện được ha. Nói. Rồi chị biết nói tiếng Việt không? Biết nghe hai mâm biết mà. Hả? À, lớn đi. Biết mà nó hai ba miếng à. Biết có hai ba miếng thôi. Ấy là biết hai ba tiếng thôi nha chứ. Hai ba tiếng nha. Mình nhớ tên mình tên gì không? Lâm Thị Sư. Hả? Lâm Thị Sư. Lâm Thị Sư hả? Phải. Lâm Thị Sư. Lâm Thị Sư. Sư hả? Dạ. À, tên Sư. Tưởng không phải Sư hả? Sư. Lâm Thị Sư. À, năm nay mình nhớ tuổi mình nhiêu tuổi không? 40 rồi. 40 có đúng không cô? Đúng. Dạ. Rồi hôm qua cô có đi sinh không? Hôm qua bệnh. Hôm qua bệnh hả? Bệnh thì gãy răng này rồi. Ủa, nay gãy răng ướt hả? Răng ướt rồi bệnh. À. Đi không dám đi nhậu, sao không dám nhậu? Sao không nhậu được? Nhậu bị nguy hiểm lắm.
Nhỏ nguy hiểm mà. Tại thấy răng của cô nó mềm dữ lắm mà. Mình giả đúng. Dạ. Vậy thì gục hết mấy cây rồi? Nhiều lắm. Gục 9 cây bây giờ, gục hết 2 cây rồi, còn 7 cây rồi. Mà nó đỡ có khớp không có đau. Cũng như là nhỏ sợ tăng huyết áp nhất chịu không nổi hả? Bị đau khớp. Đau khớp. Đau khớp bệnh bao tử. Bao tử. Dạ. Bây giờ đi chùa cũng buổi sáng trong mặt nó té rồi đó. Là vẫn cố gắng đi chùa. Dạ, làm phước đó. Từ khi con quay mấy ngày nay là cô có đi xin bữa nào nữa không? Không có. Sao vậy? Lý do? Không có khỏe. Không có khỏe. Dạ. Rồi số tiền đó cô làm gì hôm bữa rồi? Con giúp cho cô 2 triệu trước á. 2 triệu bây giờ để bán ông bộ đội gà ăn rồi để còn con tiền ít lòng rồi mới thuốc uống cho ổng uống. Dạ, chồng. Có bao gạo với cái gì có mồi. Dạ. Ăn ngon ha. Rồi thí dụ nếu bây giờ có thêm số tiền nữa, ý cô tính làm gì nè, cô nói con nghe coi. Trong số gì thì cũng lo mua thuốc uống vì có nhà gặp quá, thêm mua cá chút lĩnh để nhà cho đầy vợ. Là sao cô nói không rõ, cô nói thì, là nhà sau nó gặp thì mới lên vài rồi mấy cô tính cho anh nhiêu thì mua cá mua gì lo cho con phở nó đập xuống rồi. Mua cát để mà vô lắp cái nền này từ đây nhà sau. Dạ. Dạ. Bây giờ có 1 triệu à, cô mua cát đủ không? Hả? 1 triệu. 1 triệu ở trong nhà, ở vườn này đủ. Mua được không? Mua được mà ở sau không có đủ. Dạ. Bị thấp quá. Nhà cô chật quá, bây giờ nếu mà đặt 2 giường cho ngủ thì không có được, phải ngủ kinh nghiệm mấy dưới này nè các chú anh chị mình. Là ngủ dưới đây là hai người nằm trên, và chú thì nằm bên hông, ở bên này. Trời ơi, tội nghiệp cô quá. Thôi chú lại quýnh tới giờ đâu có đi được đâu. Bị sao chứ? Khốp á. Con lại quýnh rồi nào? Lại. Lại quay phim á hả, lần đầu á hả? Ừ, nó ngủ không có được. À, nhức quá ngủ không được. Không được. Uống thuốc, tiền này có thuốc uống đỡ cho ổng. Dạ. Vậy là mới đi chùa sáng nay hả cô ha? Đi, dạ. Chùa chút vẫn mong chống đi cho ổng lục cúng. Dạ, cũng như là nghèo nhưng mà vẫn có cái tâm để mà hướng về Phật ha. Dạ. Cúng chùa. Chùa cũng mời rất là thiệt á, hôm qua. Từ tuổi của cô, từ xưa tới giờ là số tiền của cô nhận được nhiều nhất, từ nhỏ tới lớn tới từng tuổi này là bao nhiêu tiền, là số tiền lớn nhất của cô? Chắc rồi đi xin cậu, tính rồi chắc là chừng 10 triệu, ít quá, làm đi, một ngày, khoảng mấy năm đó. Ta cái số tiền mà xin từ xưa tới giờ là khoảng được 10 triệu hả? Hồi xưa tới giờ luôn là mấy chục năm? Còn 2 năm thì 40 năm. Là tính ra là 38 năm để đi mà xin tiền. Là số tiền đó là, ý là trong đời, con hỏi là trong cuộc đời của cô á, là cô cầm số tiền lớn nhất là bao nhiêu tiền? Nhất không được 1 triệu. Không được 1 triệu ha. Là từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa thấy số tiền lớn. Nếu bây giờ cô cầm số tiền lớn, cái cảm giác cô như thế nào? Cô nhắc chú giúp cho tôi cũng. Tôi cũng mừng ơn cô, đi lo nhà, lo cửa, lo ăn, khó thân. Con là tôi bệnh, thì đó tới đâu thì chịu, nghịch của nghiệp con. Không có ai lo cho con, nhờ mẹ thôi. Dạ. Đó, chú anh chị mình thì nhìn chú kìa, thì nằm một cái nơi góc vỏn vẹn có hơn 1 mét vuông xung quanh thôi. Chú thì bị tai biến và bệnh thận thì không có thể mà di chuyển, nằm ngoài nhà chứ không phải trong nhà. Cái giường của chú là không phải là cái giường của chú anh chị mình, đó là những cái viên gạch xếp lên để mà kê lên cho chú, rồi xong cái lót một cái chiếc chiếu chứ không có nệm nữa. Nằm gì đau lắm á cô ạ. Ông bị nằm nhiều nóng quá. Không gì nằm nệm vì nóng quá. Vậy rồi được. Là cũng như là cho chú ra riêng rồi, ở trên thì có thờ Phật riêng nữa kìa. Phật của ông. Ra riêng ở đây rồi. Dạ, ông còn mạnh thì ông tu. Hồi xưa là chú cũng có tu hả? Tu chưa gặp chú có tu. Tu mẹ. Dạ. Bây giờ nghỉ 4 năm rồi đi không được. Dạ. Chứ con gái cô con thấy khờ này, đi làm cái gì khác không được, cô bây giờ sắp xếp cho đi làm khác được không? Không biết đường đi. Không biết đường đi hả? Không biết đường đi. Không biết đường đi sao rồi đó biết lấy chồng? Trời ơi, nhà ở xung cho gần này nè.
mai mối. À, mai mối hả? Vô động phòng cái là chú ghẻ vô cái ly ra sao trốn không sao. Chú là sao? Vô phòng là nó trốn đi. Là ngày cưới hả? Ừ, ngày cưới á. Là động phòng sao là bắt đầu chú ghẻ vô cái vô chạy chị trốn, ừ, chị trốn chị đi vòng vòng nhà chứ không vô. Thì sao mà có hai đứa con? Hồi sau này chắc vài ngày cái dung đắp tình cảm cái có con vậy đó. Lúc mới người ta cũng mai mối đâu có thương yêu gì đâu. Vì hai, vì ba cứ nghĩ là con gái lớn rồi lấy chồng thôi. Dù khi mẹ cũng đi sinh rồi lỡ mà nó bệnh này nọ rồi chồng nó lo. Ai già sống được vài năm rồi nó vậy đó. À, cũng như là cô đây cũng là gả cho con mình có cái điểm tựa để sau này cô già không cần phải lo. Ai ngờ cái trong suốt một thời gian thì người chồng đã bỏ đi và để lại hai đứa cháu còn thêm gánh nặng cho cô nữa. Bây giờ biết sao nó sau này cô này không có đi làm được, không có di chuyển được là cái nhà này là như thế nào nó không biết nữa. Chắc khổ dữ lắm luôn, không có gì để ăn luôn á. Bắt ốc bắt này nọ ăn đỡ chứ không có gì đâu. Nhiều khi bà con lối xóm người ta phụ lon gạo ngày bữa đâu ai giúp mình hoài đâu anh. Dạ đúng rồi. Bây giờ sau này cô không đi được thì bắt bé này lại đây là chú hỏi nè. Cho bé này nghỉ học đi để cho nó đi xin tiền để nuôi mẹ nó lại. Được không? Nghỉ học không? Không nghỉ học đâu. Con... Sao vậy? Nói chú nghe. Con muốn học à. Bây giờ nhà con là bà ngoại con cũng lớn tuổi rồi. Giờ mẹ con thì khờ không có biết đường đi. Bây giờ bắt buộc con với chị con hai người cầm một cái lon để mà đi xin tiền để mà nuôi bà ngoại với mẹ và ông ngoại nữa. Được không? Không có được đâu. Sao? Nói chú nghe. Con muốn học à. Bây giờ không có tiền sao con đi học được? Giờ thiệt luôn á, chú nói thiệt á, giờ không có tiền nè con không đi học được nè. Sao học con? À, không có tiền thôi, ai lo cho con đâu học. Ba con bỏ rồi, bây giờ ai lo đâu mà học. Bàn tay mày. Ừ. Giờ con nhịn đói con đi học được không? Được. Được luôn. Không cần ăn mà chỉ muốn có học thôi. Thiệt luôn hả? Tội nghiệp chị. Tại vì chú tính cái thời gian dài á, sau này sợ bà ngoại con lớn tuổi không đi được thì bệnh nhiều quá trong người rồi đi xa không có được. Rồi sau này đâu có ai lo phần chi phí việc học trong nhà đâu con, lo cơm áo gạo tiền đâu có đủ khả năng để mà cho con đi học đâu. Bây giờ con mới học là lớp mấy? Con lớp mấy rồi? Lớp 1 à. Mới có lớp 1 hả chị hả? Cũng học. Ở lại không hả? Là do bị khờ không phát triển được ha. Nhưng mà con biết chữ chưa? Không biết rồi. Bây giờ 2 cộng 3 bằng mấy? 2 cộng 3 bằng mấy con đếm ơi. Con có 2 rồi con lấy thêm 3 nó cộng vô được mấy? Đếm tay em, tập đếm tay như xưa. Đếm tay em lấy 2 ngón cộng 3 ngón à. À, là nhiêu? 2 cộng 3. 2 cộng 3. Bằng mấy? Bằng mấy? Bằng 2. Rồi xong rồi. Bé nó không có được phát triển. Dạ, sở dĩ bởi vì bé muốn cầu tiến nè, để tại vì trong nhà cô có biết chữ không? Không biết hết trơn. Cô không biết. Mẹ cô không biết luôn. Bởi vì ở nhà sao ai dạy ai đợi. Bây giờ bé này tự học tự biên tự diễn thôi. À, về nhớ nhiêu thì nhớ thôi chứ đâu có việc. Bây giờ chú nói nghe nè, bây giờ nhà con này không ai biết chữ. Không ai để dạy con được, con chỉ đi học, con nhớ cái nào con về con học thôi. Bây giờ nghỉ học đi, giờ không ai lo đâu. Không muốn, con muốn học à. Giờ có ai dạy con ở nhà đâu. Con học ơn. Học ơn thì con có biết gì đâu, nãy chú hỏi toán cộng nhiêu con không nhớ nữa kìa. Học ở lại lớp không à, bây giờ sao ta. Bây giờ nhà con không còn ai để mà hiểu biết hết trơn á. Giờ con thì nói chuyện cũng đỡ đi. Nhưng mà vì cái việc học thấy con chậm quá à. Bây giờ sao ta? Là một là nghỉ đi ăn xin, hai là đi học. Đi học à. Bây giờ không có tiền, không mua gạo, con đi học, con nhịn đói được không? Chịu luôn hả? Trời ơi. Rồi sao tao giờ ai chăm sóc cho nó sau này, thí dụ không ai dạy hả chị? Em lúc trước thì không ai dạy. Em ở nhà em cũng kêu qua dạy, rồi sau này chồng em đi làm xa quá, em lên chợ em nấu cơm, không ăn á. Rồi không có ai dạy hết trơn, học mình, lâu lâu em mới về thôi. Rồi kêu ba bốn đứa tụ lại học nó mà học cũng không nhớ. Trước mặt mình thì mình dạy thì nó nghe, khi hồi hỏi lại cái nó quên mất tiêu. Cũng như cái
cái gen, cái thần kinh cái gì rồi. Ủa xưa giờ nhà của cô mình, nhà chồng họ của cô có ai bị như vậy không, hay là tự con của cô bị vậy thôi? Bị mình ơn đó. Có mình ơn thôi hả? Là dòng họ bên bên chồng cô cũng không có luôn? Không có. Dạ. Vậy là chị bị mình chị này thôi. Rồi xong bây giờ chuyển qua tới hai đứa con này luôn. Tội là tội hai đứa nhỏ này nè, nó không có. Bây giờ con qua đây nè con. Chị bé thứ hai. Không qua hả? À, tránh né. Sợ người hả? À. Sợ người lạ không dám tiếp xúc. Chú chị mình thêm bé là bé thứ hai, thứ lớn không? Lớn nhất. À thứ hai. Dạ thứ hai này Út. Là sợ người. Lạ nhưng mà khi hỏi nó cũng nói ít ít nhưng mà giờ nó nghĩ nói luôn rồi. À nghĩ nói luôn hả? Dạ. Cắn móng tay tối ngày à, sợ bị tim nữa, nó cắn ghét sát 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 sát. Giờ không lẽ hai mẹ con này thì ở nhà chỉ là ăn ăn thì ngủ thôi chứ làm gì, rửa chén bát nấu cơm được không? Được. À, giặt đồ được không? Được luôn. Được luôn ha. Dạ. Trời không. Cái là cũng... đi xa không được. Đi xa không biết đường về, rồi cho 10 ngàn 20 ngàn hay còn được. Mà tiếng Việt không rành, nhiều khi muốn cho nó đi á, đi nó không biết đường. Đi xa sợ đi tới vụ đi luôn không? Dạ, sợ nó vụ đi luôn không biết đường về nhà. Khổ cho cô nữa. Thôi bây giờ chú tính gì nè. Chú nói gì nè con. Chú tính rồi, thấy nãy giờ con nói cái cảm xúc quá. Bây giờ con muốn học phải không? Một khi là con muốn học là chú sẽ giúp. Bây giờ thì con muốn học á, thì chú sẽ đại diện một cô mạnh thường quân ở bên Mỹ sẽ tài trợ cho con hàng tháng là 1 triệu đồng để cho con có tiền để mà đi học. Và cái thứ nhất nữa, con phải ráng học thì mới được, chứ con không ráng là chú không có thể nào giúp. Hiểu không? Sao thấy nghe được này mừng không? Mừng không? Tài trợ nha. Hả? Cô chú mạnh thường quân tài trợ. Mừng không? Không có nói được luôn hả? Nó không nói nên lời luôn, mừng quá. Mừng không? Mừng. Ừ, con cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Ừ. Thì con nói với cô nghe nè, thì con tới đây sẵn dịp con thông báo cho cô là hai tin. Cái tin đầu tiên á là con sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân, cũng như là tháng này thì con bỏ đi, tháng này thì cô tự lo. Dạ. Cũng như trích số tiền của Mạnh Thường Quân đã giúp thì cô giúp cho bé, thì bé còn thiếu cái gì á, sách vở thì gì đó, mua cho bé. Dạ. Dạ, nói chung không có nhiều tiền đâu. Dạ. Và cái thứ hai nữa, quần áo giày dép cho bé đầy đủ để cho bé có cái cảm nhận được là được đi học đầy đủ, bé sẽ gán hơn. Dạ. Dạ, rồi tháng sau á, nói chung là con sẽ xuống đây đi hỏi thăm. Dạ. Và nói chung là con không có quay đăng lên nữa. Dạ. Con chỉ gửi riêng cho Mạnh Thường Quân xem. Dạ. Nhưng tháng con giúp cho một ngày cô cho bé nhiêu, đi học mấy buổi? Hai buổi có 10 ngàn. Hai buổi 10 ngàn. Dạ. Bây giờ tháng sau thì một buổi thì 10 ngàn đi. Dạ. Là một ngày là 20 ngàn. Dạ. Một tháng thì đi ra là 600 ngàn. Dạ. Thì 600 ngàn tiền đi học là 400 ngàn để mà cũng như phụ vô cái trong nhà đi, thiếu cái gì đó mua cho bé. Dạ. Bây giờ con sẽ giúp cho, nhưng mà tới con hứa là tới bao lâu. Dạ. Thì được bao lâu thì thấy bao nhiêu hả chị hết. Dạ. Cũng như là hiện tại em cũng đây thay mặt Mạnh Thường Quân giúp cho một bé trai kia này cũng đã 2-3 năm rồi. Cũng vẫn học mà giờ học rất giỏi. Tại bé nó cũng mồ côi cha mẹ bỏ hết rồi. Thì bé này thì nó không có bằng, tại vì nó khờ, nó không có bằng bé kia. Thì cháu của chú Vĩnh đó, chú anh chị mình, cháu chú Vĩnh thì bảnh đang thay mặt Mạnh Thường Quân cũng như là nuôi dạy. Chúng là gửi số tiền đó để mà bé đi học đầy đủ, để sau này bé có cái tư duy được phát triển hơn, nó không có bị khó khăn nữa. Tại vì thời buổi giờ mình không biết chữ, rất là khó làm việc. Đi đâu cũng vậy, làm gì cũng phải có chữ. Dạ. Chứ con không muốn cho bé như con cháu của cô đi đâu, không muốn chịu ăn xin đâu, nó không chịu. Dạ. Thì số tiền này gồm có Mạnh Thường Quân như sau. Thì đầu tiên thì cô Mạnh Thường Quân đó là cô Lê Nguyên ở Cali là chuyển khoản cho bảnh, nhờ bảnh mang tới là 7.539.000 đồng. Và gia đình chị An Như ở bên Mỹ là nhờ bảnh mang số tiền là 3 triệu đồng. Và thêm phần nữa là cô Nguyệt ở Đà Lạt là giúp cho mình là 100 đô tương ứng là 2.500.000 đồng. Thì tổng số tiền con nhận cho gia đình của mình ngày hôm nay là 13.039.000. Dạ. Mà con đưa cho cô thêm 1.000 thì chẳng 13.040.000 cho chẳng. Sẵn tiện đi thì bảnh sẽ đếm và cho chị này kiểm tra dùm. Dạ. Tại vì đâu đó đàng hoàng chị ơi, mất công. Đây thì con đếm nha. Dạ. Nãy con nhớ số tiền nhiêu, 13.040.000 ha. Dạ nhớ. Lớn không cô, số tiền? Nhớ. Lớn không, số tiền lớn không? Lớn hơn 13 triệu. Số tiền này lớn không? Mạnh Thường Quân cho ủng hộ giúp. Lớn. Ừ, rồi con đếm không? 1 triệu. 1.
2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 040 ngàn đồng ha. Đủ rồi cô ha. Dạ, cảm ơn cậu. Cảm ơn giúp cho tôi ro vợ con rồi nhã sáng ăn sống không đói thì cảm ơn Minh. Chị có thấy em trao số tiền đủ không chị? Dạ đủ anh. Dạ em cũng thay lời cho dì ba là giúp mạnh, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều và em mang ơn nhiều lắm, tại vì thấy người ta khổ giúp á. Cảm ơn anh chị nè. Dạ. Dạ. Kính thưa quý ông bà cô chú cùng quý Mạnh Thường Quân thân thương trên kênh Mồng Bảnh, thì vì gia đình thì nói chung là họ không có được nói chung là không có được biết chữ nè, cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa họ nghèo quá. Trong suốt thời gian 38 năm nay là cô là đi xin để mà nuôi sống cả 5 người trong nhà, thì ngày hôm nay cũng như là ngày đầu tiên mà cô nhận được số tiền lớn trong cuộc đời của cô là 13.040.000 đồng của Mạnh Thường Quân trao tặng ngày hôm nay, gồm có là cô Lê Nguyên ở Cali và gia đình chị An Như và cô Mạnh Thường Quân ở Đà Lạt. Thì số tiền này trong đời của cô thì lần đầu tiên cô mới nhận hả cô ạ? Dạ mới nhận. Cô xúc động luôn hả cô ha? Dạ. Rồi trong cuộc đời từ khi nào mà từ khi mẹ sinh ra tới giờ hả cô? Dạ không sao mới được lần lớn vậy. Dạ. Rồi số tiền này cô cất giữ đàng hoàng nè. Cô làm gì nè, hồi nãy thì đầu clip con nói là con có 1 triệu và bữa nay tới chào à cô làm mua cát. Mua cát này thì sửa nhà sao, bị đập quá bây giờ thở không được. Bà tính với em đó là cuốn nền rồi đổ cát cho nó đỡ ngập. Rồi nếu mà dư nữa thì chán. Còn chút đỉnh nó để ăn uống mấy đứa nhỏ này nè, học rồi thuốc men của ổng với bà. Dạ. Cô có thiếu nợ ai không? Không có. À, cũng như đi xin và thế chắc đâu có mượn ai đâu. Bao nhiêu thôi. Dạ, nhiều khi xin không dám xin, sợ người ta không cho. Nhiều khi đâu dám mượn hả? Đúng rồi, không dám mượn. Gạo người ta mượn người ta này, tụi nghiệp cho thì cho, không cho thôi. À, không dám mượn, đâu làm gì cả. À cũng như là ngại không có sợ, không có dám mượn, mượn sợ không có gì trả. Thôi thì hôm nay thì con cũng xin chúc mừng cô. Dạ, cảm ơn đã cậu. Cũng như là con hữu duyên đến dùng ông kho ở xã Hưng Lợi hả chị? Dạ, xã Hưng Lợi. Thì Mạnh cũng được một chị gái giới thiệu tới đây, thì ở đây cũng là rất là nhiều đồng bào người Khmer. Dạ. Ở đây cũng như là nói chung là người nào cũng vậy, cái chú anh chị mình thì họ sinh ra không được may mắn, nhưng mà trong đâu đó thì vẫn có những cô chú Mạnh Thường Quân và các anh chị luôn luôn cũng như là trong nước ngoài nước lúc nào cũng thể quan tâm, cũng như là lá lành thì đùm lá rách đó, có chú anh chị mình có khi lá rách thì họ cũng đùm lá nát luôn đó. Bởi vì con người ta thường nói thì cho đi là còn mãi, thì sở dĩ thì con người chúng ta phải luôn yêu thương nhau khi còn có thể, tại vì họ không có được may mắn giống như chúng ta, thì họ rất là như là cái thứ nhất họ mặc cảm nè, cái thứ hai nữa cái tư duy họ không có được sáng, rồi sở dĩ thì họ cứ theo suốt cái cảnh nghèo. Hy vọng rằng những bà con cô bác nào cũng như là đang xem thì có để lại một bình luận cho cô, cầu cho cô cũng như là sống lâu trăm tuổi để có sức khỏe còn lo cho hai đứa cháu, một người con và một người chồng đang ngủ ở đây. Xin chân thành cảm ơn ba quý Mạnh Thường Quân ngày hôm nay rất là nhiều. Xin chúc cô chú anh chị mình và quý khán giả gần xa thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống. Y pu họ hay hộp bác sĩ hơi sốc không ông y xuống cô nhầm lo xong kia rồi không phải mẹ cô nhưng mà mọi bệnh mọi cái còn ngọc sốc lại cũng chưa. Dạ. Bây giờ thì Mạnh xin được khép video tại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và quý Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước rất là nhiều, và cảm ơn đến tất cả quý khán giả gần xa đã luôn theo dõi bên kênh Mạnh, và nhớ bấm cho Mạnh một like và đăng ký. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.